thì Kiều Loan cùng với 32 thí sinh còn lại thực sự rất là vui, bởi vì không chỉ tụi em được mặc những bộ trang phục đẹp, được make up kỹ càng để có những bộ ảnh thật là lung linh, thì tụi em còn được có một cái buổi tiệc chào thân mật như thế này, có thể tiếp thêm năng lượng cũng như là cái động lực nhiều hơn nữa để có thể sẵn sàng cho các cái buổi đồng hành khác. Và tụi em cũng sẽ coi đây là một kỷ niệm đẹp trong cái hành trang tham gia Miss World 2019 ngày hôm nay. Các bạn thí sinh năm nay thật sự rất là đẹp người đẹp nết, bởi vì trong quá trình các bạn sử dụng dịch vụ trên du thuyền Kiên Giáp, chúng tôi nhận thấy được các bạn không những rất là thân thiện mà lại rất tư duy. Tôi xin đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn Địa Trung Hải, đơn vị quản lý du thuyền Kiên Giáp, kính chúc cho các bạn thí sinh gặt hái được nhiều kinh nghiệm trong quá trình cuộc thi và cũng giống như là đạt được nhiều thành công, mang hình ảnh Việt Nam ra tầm thế giới.